cửa sổ thông minh hiển thị thông tin về điểm ven đường. Hàn Quốc, màn hình xe tương tác A tích hợp trên cửa sổ xe giúp hành khách hiểu về địa điểm đang thấy mà không cần tra cứu bằng điện thoại. Trong một chuyến tham quan, khi đang ngồi trên xe, hành khách sẽ không muốn phải rời mắt khỏi những điểm mình đang đi ngang qua để tìm kiếm thông tin về điểm đó trên smartphone. Nhằm giải quyết vấn đề này, Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp, ET của Hàn Quốc phát triển màn hình xe tương tác A interesting Engineering Home mùng 5 tháng 1 đưa tin, màn hình xe tương tác AI trợ giúp hành khách bằng cách hiển thị thông tin liên quan đến những địa điểm mà xe đi ngang qua trên kính cửa sổ. Cụ thể, mỗi cửa sổ xe đều có một camera theo dõi ánh mắt gắn phía trên, một màn hình cảm ứng Micro trong suốt sẽ bao phủ toàn bộ bề mặt bên trong của kính cửa sổ. Khi hành khách nhìn ra ngoài, hệ thống sẽ liên tục đánh giá hướng nhìn của người đó hệ thống sử dụng dữ liệu dữ liệu gps để xác định tốc độ hiện tại và vị trí địa lý của xe từ đó biết được địa điểm cụ thể mà hành khách đang quan sát tiếp theo dựa vào thông tin này hệ thống hiển thị một bức ảnh nhỏ về điểm tham quan trên màn hình micro bức ảnh xuất hiện bên cạnh hình ảnh thực tế mà hành khách đang thấy nếu muốn biết thêm về một địa điểm hành khách chỉ cần nhấn vào bức ảnh khi đó thông tin sẽ hiện ra trong các hộp văn bản nằm xung quanh tầm nhìn của hành khách, không che khuất tầm nhìn. Ngoài cửa kính xe, công nghệ mới cũng có thể được tích hợp vào cửa sổ tàu hỏa, thuyền du lịch hoặc các phương tiện tham quan khác. Trên thực tế, EG đã sử dụng công nghệ tương tự trên kính của thủy cung để cung cấp thông tin cho người tham quan về loài cá mà họ đang xem, thu thảo theo New Atlas.